Hôm nay tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, 9 đội xuất sắc nhất trong số hơn 100 đội tuyển đăng ký tham dự cuộc thi An ninh mạng White Hat Grand Prix 2014 đã cùng nhau tranh tài trong vòng thi chung kết. 9 đội tuyển tham dự vòng chung kết đã phải trải qua 2 phần thi với 6 chủ đề: khai thác lỗ hổng website, mật mã dịch ngược, khai thác lỗ hổng phần mềm, điều tra số, giải thuật toán, tấn công vào hệ thống của đội khác và bảo vệ hệ thống của đội mình trước sự tấn công của người khác. Vượt qua 8 đội tuyển tham dự vòng chung kết, đội Bambo đã giành giải nhất cuộc thi an ninh mạng White Hat Grand Prix năm 2014. Từ năm 2015, cuộc thi dự kiến sẽ mở rộng trên toàn cầu cho các đội tuyển từ các nước trong khu vực và trên thế giới cùng tham gia.